sử dụng pedalo dạo chơi trên mặt hồ nước trong xanh đầy thơ mộng, hay cùng nhau thề non hẹn ước gắn những chiếc bộ khóa xinh xắn lên cầu tình yêu, mong một tình yêu chung thủy bền vững. Và quý khách có thể để lại những lời nguyện ước cho tình yêu tài lộc bằng những dải lụa hồng treo trên hai tài lộc linh thiêng. Ngoài ra, quý khách cũng có thể dạo quanh phường Hồng Hạc và cung đường tình yêu với lối đi trang trí bằng những trái tim hoa đầy màu sắc sẽ nối dài theo thời gian suốt dọc đồi Mimosa, và có thể lưu lại những hình ảnh của tình yêu lãng mạn tại công viên tình yêu và tình yêu vĩnh cửu. Tiểu cảnh tiếp theo có tên gọi là phố hoa. Phố hoa là một tiểu cảnh được các nghệ nhân thổi hồn vào từng nét riêng của mỗi loại hoa, làm tôn vinh lên nét đẹp vốn có của các loại hoa tại xứ sở là ngọn ngàn hoa. Đây là tiểu cảnh được giải nhì trong hội thi thắng cảnh hoa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2016 năm 2015. Tại tiểu cảnh Phường Hồng, quy tụ đa dạng chất lượng vẻ đẹp của những hoa hồng nát trên các loại xứ sở Đà Lạt, và chỉ có cây hồng ở đây mới cho ra những bông hoa to và đẹp đẽ như vậy. Vượt qua nửa đường dốc quanh co, chúng ta sẽ lên đến đỉnh cao nhất của khu vực để đến với đồi Vọng Cảnh. Từ đây, du khách sẽ được nhìn thấy toàn cảnh một khu vực nổi tiếng thật đẹp hơn, và đồng thời những con đường dẫn đến đồi Vọng Cảnh sẽ là những lối đi thẳng thảo đến sinh sơn. Tại đây, quý khách có thể thỏa sức ngắm nhìn những cảnh tác được hay của vườn bonsai với nhiều hoa hiếm, tiểu cảnh Adam, Eva, và còn có bộ ba cây trúc bát diện tạo thành tiểu cảnh phúc lộc thọ đã đoạt giải nhì triển lãm cây cảnh toàn quốc và các tiểu cảnh mô hình cây xanh tại khu vực này. Ngoài ra, quý khách có thể tham quan và thưởng thức các tự nhiên vật sông cốc cho sứ mạng của đất nước, sự cao sang quyền phán của thế giới. Ông ở đây cũng quen, nhưng mà quen ai bị đau cũng không có đau đổ nữa mà. Điểm đầu rồi xong bắt đầu xuống đó đi điểm hai, xong qua đến đầu đó.